Rồi chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em ghép iPhone 11 lock spectrum nha, iOS 15.0.1 này. Nó có cái đuôi, cái này không có nhập trực tiếp được. Nên mình bỏ vô máy iPhone X trở xuống hay iPhone 12 trở lên nhập nha. Rồi, ok. Máy SIM ra này, cái này lock spectrum này. One Wi-Fi cho nó dễ nha. Rồi mình bấm sao, bấm sao, bấm gọi, chờ tí nha. Cái mạng này á mình đã ghép rồi nhiều lần rồi, nên đó là mình anh em vô trang của Hưng Thịnh Mobile.com này, đó vô biểu tượng ba chấm này, cái bấm vô bản mã EMSI iPhone Lock. Rồi sau đó là kéo xuống phía dưới là có Mỹ này, Lock Spectrum 2040438 nha. Đây 2040438, bấm gửi này, nó không có ghép bấm gửi luôn. Rồi như vậy là xong, mình bỏ qua máy lock nha. Còn anh em xài những cái dòng máy mà XS, XR đồ mua mà sim của mình nó có bẻ gặp cái đuôi này lại một chút nha anh em. Nó có cái kệ hở này nè. Đó, mình nhét cho. Nè, lấy ngón tay nè. Đó. Nó có cái kệ hở chỗ này. Mình nhét cho trên này. Rồi, như vậy là ok nha, bỏ vô. Anh em kéo cái này xuống đã biết là nó có nhận sim chưa nha. Đó, nó không vô trụ là được nha. Anh em vô này bật, bật dữ liệu di động với chuyển vùng dữ liệu lên. Nó sẽ auto hoàn toàn nên anh em không cần làm gì nữa nha. Mình đã cho anh nó nhảy theo nhảy. Mình giới thiệu anh em chút về sim ghép Pro New này á, là mình đặt bên hai kẹt, nó qua nó dây công cho mình, nó làm theo ban tầng và sim Việt Nam mình, sim điện thoại Việt Nam mình. Khi ghép sim á, cái sim điện thoại rất quan trọng nha anh em, lưu ý mà ghép cái sim, nhớ là mình phải có sim cái nhà mạng nó tương ứng với sim của khách mình lấy, mình test cho nó nhanh nha. Đó nên nó là anh em là phải dùng cái sim này này. Sim này là mình làm bằng bê tông Việt Nam mà mình yêu cầu hai kẹt là nó thiết kế cho mình đó, nó làm cho mình đó là auto hoàn toàn, nên rất là tiện. Anh em nhìn chỗ này này, đó, rồi cứ để chỗ này thôi, nó nhảy sống thôi. Sim của mình làm mình bảo hành, những đại lý anh em của mình bán sim của bên mình đó, là mình yêu cầu phải có sim của mình Renew, có bao bì để mình bảo hành nha, không có bao bì mình không bảo hành nha. Còn những anh em nào mà ghép sim bên mình đều có sim số điện thoại lưu lại hết. Khi mà có cái phương pháp mới ngon hơn, tốt hơn, mình sẽ gọi anh em ra thay sim miễn phí nha. Rồi giờ này là nó đã ok rồi, sau đó là này mình phát cái này, nó có điểm phát wifi luôn nha anh em, khỏi cần set luôn này, rất là ngon. Sim biết cho mình là ngon nha. Rồi mình giờ sửa danh bạ này, vô cái app to đào cái app là Contact Pro. Đó, đây. Này, rồi mình là cái này, rồi, mở ra lên. Bấm tap hết này, ok luôn, bấm contact này. Chọn cái biểu tượng công cụ này. Rồi chọn vào Việt Nam nha. Việt Nam đã lần sau nó sẽ lưu, bấm S này, ok. Đây group Facebook mình nha, mời anh em vô chơi nha. Đúng vậy. Rồi vô này bấm edit refresh number, bấm ok. Vậy là xong nha. Anh em thấy không? Nó có 4G ok này, test lại nghe gọi này. Ở mình sống rất yếu mà nó không ok luôn. Group Facebook này của mình mời anh em vô chơi nha. Rồi chúc anh em vui vẻ, chào anh em.